Xin chào mừng tất cả các anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube Ông Chủ Nhỏ. Thì hôm nay là mình sẽ nấu thử cái món bột rau câu. Thì ở đây là mình đã có sẵn một cái gói bột rau câu rồi. Cái gói này thì các bạn chỉ việc trộn với nước xong rồi trộn thêm với cả đường, ở đây mình có đường sẵn rồi. Xong đun lên. Món này cũng rất đơn giản. Đun khoảng đâu đó là, ở đây không nói rõ là đun bao lâu. Chắc là khi nào mà đun thấy nó cảm giác nó sôi sôi thì mình sẽ dừng. Bây giờ là mình sẽ tiến hành đổ bột vào và bắt đầu đi nấu thôi. Cắt cái túi này ra xong bắt đầu trộn nước thôi. Hết khói luôn. Đấy là sẽ cho đường. Cho đường vào các bạn nhé. Đấy, và bây giờ là chúng ta đã có một cái bát hỗn hợp gồm có bột rau câu, đường và nước. Và giờ là mình sẽ khuấy đây. Khuấy một lúc nó tan này. Xong rồi sau đó là mình sẽ đem đun. Bây giờ là mình sẽ tiến hành đun sôi cái hỗn hợp này lên. Thì trong lúc mà các bạn đun thì các bạn vẫn phải khuấy nhé, tránh là nó sẽ bị vón cục lại. Chắc là đun sôi độ khoảng 5-10 phút gì đó thì chúng ta sẽ để nguội là sẽ có thành phẩm rồi. Bản thân mình thì cũng không có năng khiếu lắm về cái khoản nấu ăn, nhất là những cái món ăn vặt kiểu như này. Mà hôm nay thì cũng tập tành nấu thử xem nó như thế này. Thấy có vẻ nó bắt đầu đặc đặc lại. Nhưng mà cái này chắc phải khuấy đều tay hơn thì nó đỡ bị vón cục. Rồi bắt đầu là cái hỗn hợp của chúng ta nó bắt đầu sôi kỹ lên rồi đấy. Mình nghĩ chắc có vẻ ok rồi. Có lẽ là chuẩn bị để xuống cho nó nguội và chúng ta sẽ có thành phẩm là thạch cho câu để ăn thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành là đổ ra bát thôi và đợi nó nguội. Đó, đây là cái bát thành phẩm bột thạch rau câu. Mình sẽ đợi nó nguội và rồi sẽ cắt ra và thưởng thức. A few moments later. Của mình nó đã lên đông lại rồi các bạn ạ. Giờ là mình sẽ thưởng thức thành quả thôi. Bát thạch nó đã đông cứng ạ. Biết là nó mới úp được ra đây. Không úp được rồi. Cắt luôn.
Giờ sẽ tiến hành cắt luôn. Không ra luôn, không ấy được xuống xuống đĩa luôn, thôi cắt luôn, cắt luôn thành quả. Đó. Đó. Ok. Thành quả đấy các bạn ạ. Đó. Cái miếng thạch nó đã đông cứng lại như này, trong suốt luôn. Giờ và tiến hành ăn thôi, tiến hành chiến đấu. Đó. Và đây là thạch mà mình đã cắt ra rồi. Đó. Cho hơi ít đường cho nên là không ngọt. Rồi. Rồi tạm. Cũng được. Nói chung là khi các bạn nấu thạch mà nó đông lại như này là ok rồi. Nhưng món này rất là dễ nấu. Mùa hè ăn mát. Rồi muốn pha thêm nước đường nữa thì ngon. Các bạn mình thạch nha. Ăn nó nhạt nên là bạn nào mà không ăn được nhạt thì hơi khó ăn. Nhưng cả cái này thì mình nghĩ là phải cho đá, kiểu mình pha nước đường ấy, xong rồi cho cái thạch này vào, xong rồi có đá và ăn nó mát thì ngon hơn. Ăn không này nó không ngon lắm. Thực sự là không ngon lắm. Mà mất công nấu rồi thì phải ăn nó. Thành quả 30 phút lao động. Có lẽ là mình sẽ tiến hành là pha cái nước thôi các bạn, pha nước đường và ăn, chứ còn ăn cái này không thì nó... Pha thêm nước đường thì nó mới dễ ăn, chứ còn nếu mà ăn không ở kia nó nhạt quá. Sẽ cắt thạch vào đây thôi.
Mời các bạn bát thạch nha. Đỡ hơn hả? Như một bát này. Biết ăn bao giờ mới hết đây. Có lẽ là mình xin phép các bạn được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình sẽ lại gửi đến các bạn những cái món ăn mà mình sẽ lại tiếp tục thử nghiệm và làm xem là nó sẽ như thế nào. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.